Đây anh em, đấy mới có 3 ngày không làm clip thôi mà cứ ngỡ như 72 giờ ấy. À, chúng ta lại quay lại với Call of Duty WW2. Không biết trận này là gì đây. Phải rồi, David đang đây, hình như đại tướng ở đây đây, đại tướng này. Không biết là trận này làm gì đây. Đấy. Vừa rồi là mình vừa nghe thoáng thoáng qua là hình như có một cái đoàn tàu của Đức ấy chở tên lửa rocket V2 gì đấy. Đấy, nhiệm vụ chúng ta là phải ngăn chặn được cái đoàn tàu này. Hình như là nó chở tên lửa để đấy để mà bỏ vô máy bay để thả bom xuống Paris đấy. Trận này có tên là SOL. Ui sồi ôi, anh em thấy gì chưa? Gái kìa mẹ. Đấy, một em gái. Đây, hình như hồi nãy là đại tướng David có nói đấy, có hai người từ Pháp tới quân kháng chiến. Trong này có đó, em gái này tên gì quên mẹ rồi. À đây đây đây, tên này. Person không phải, Tuner không phải, đéo phải. Em này này, đấy. Đây bây giờ là đưa cái đoàn tàu này cho họ coi đấy. Hai người này thì khá là quen địa hình ở đây rồi, cho nên là hỗ trợ cho mình với cả một số anh em là đi phá cái đoàn tàu đấy. Đây mẹ, anh em thấy chưa? Dài vãi. À, cái phòng tuyến kìa. Vãi đái mà. Rồi, trận này SOL ấy, 20 tháng 8 1944. Ui trời, gái kìa anh em ơi. Gái mà cũng cho đi chiến đấu. Đấy, ngày xưa là cái thời này là có Hồng quân Liên Xô này, Hồng quân Pháp này, Pháp ấy. Con gái đồ đi lính nhiều lắm. Nhất là Liên Xô ấy. Thời đấy mẹ bà nào cũng biết bắn súng hết. À, bây giờ mẹ mày ngắm. Em này cũng xinh phết nhỉ, người Pháp xinh phết. Tóc ngắn ngày xưa là hồi tóc này vàng vàng cơ, đôi khi là hạt rẻ nữa. Rồi, bây giờ phải đi về phía trước. Và từ từ thôi. Mẹ sao lại đẩy con kia lên mẹ. Cái thằng này mẹ đi ra. Cái thằng Tuner này ăn hại thật đấy. Cho người ta ngắm gái tí cũng không cho. Rồi, bây giờ đi lại gần gần thằng này mẹ đi ám sát đấy. Mày chết này. Ôi thế bọn này đéo biết gì hết nhỉ. À, bây giờ chuẩn bị bắn này. Kill, giết nó. Ui số mẹ. Lần này là cái trận này là ám sát cho nên là kiểu như là lắp giảm thanh vào mẹ đi như kiểu là Assassin's Creed Origin, à Creed 3 vậy. Chơi như kiểu ám sát vậy. Anh em thấy chưa, mẹ đi lom khom, núp vào. Rồi giờ mẹ mình xử thằng này nữa, còn hai thằng ngoài kia nữa. Đù. Mẹ chất vãi. Đây, lấy súng khác đi. Ui ôi, cái gì đây? Mẹ anh em thấy chưa, con gái mẹ, kinh thế không biết. Nghề rồi, còn thằng này nữa. Rồi, xử lý thằng này xong rồi. Bây giờ qua cái đoạn nhà này để đến cái chỗ mà sân ga đấy. Không phải sân ga mà đến cái chỗ đường ray đấy. Hình như là cách cái nào đấy, stop train này, dừng cái đoàn tàu lại. Ôi mẹ, đây có xe nữa này. Đấy, vẫn còn chừa lại một thằng mày ngu. Mày chết mẹ mày đi. Ôi ôi. Đấy, may quá, đoạn này bắn vẫn bắn được giảm thanh cho nên là bọn này không nghe tiếng. Vẫn chưa thấy mùi. Mấy con chó này mẹ mày đứng đây ạ. À. Cho của bom này. Chết mẹ mày này. Xuống à, mày xuống xe à. Rồi bây giờ biết rồi. Bom này mẹ. Rồi, tao bắt đầu chạy rồi. Mẹ. Mày bắn bọn này thật nhanh lên. Mẹ máu bò à. Chắc phải lao qua cái đàn nhà này quá. Bom thì không có, phải nổ xe từ đây nào ấy. Anh tư tư, mẹ làm gì ấy? Đang thấy đạn. Rồi, sắp đến rồi. Còn mười mấy mét nữa thôi anh em. Ôi. Mẹ, vẫn còn cái đống này nữa. Không biết tưởng đến ga rồi chứ. Ôi, cái đéo gì đây. Mẹ con chó này. Mày chó này. Ôi, mẹ nuôi cả chó luôn. Đức mẹ nuôi lắm chó thế không biết. Cái đéo gì ở đây. Mẹ. Tao đá chết mẹ mày. Chó này. Mẹ nuôi toàn chó sò, chó săn không anh em. Sợ thật. Mẹ Đức mẹ huấn luyện ghê thật. Máu trâu đấy. Phải giết cái bọn này đã mới ra được sân ga đấy. Ui bom anh em té. Mẹ nó nổ sắp lồng bây giờ. Thôi hết đạn rồi. Đi xin thằng Tuner đạn thôi. Mày
Bắn cố vài viên đã tuner ơi. Mẹ em trả tuner này, cho quả bom nào. Đấy thằng trên kia nó bắn kia. Mẹ cánh kiểu gì vậy? Đấy, ném hết luôn. Rồi xin đạn lên. Cho ít đạn nào. Men. Rồi, tuner cho đạn rồi. Anh em cứ bảo là bắn nó tiết kiệm đạn một tí, mẹ tiết kiệm làm cái gì? Thằng tuner đây bố nó bán đạn, mẹ nó bán bom. Đấy, có khẩu MG này. Tiếc làm cái gì nhỉ? Rồi em thấy chưa, mẹ súng bắn nó phải chất như vậy đấy. Đấy, xong này bọn rồi sắp ra sân bay. Ôi, cho thay đạn tí còn cầm cái bàn lên chắn nữa. Ngoài chiến trường là chết mẹ lâu rồi, không có chuyện ngồi đấy thay đạn sân si bọn này đây đâu. Vào anh em ơi. Ôi, không bay anh em qua đạn này được ha. Vào nào mẹ, đứng ở đấy làm cái gì? Hù mỡ súng này bắn kinh vẽ trưởng. Chết ấn nhầm. Ấn F toàn ấn sang E thôi. Ui. Đủ. What the fuck. Đờ heo mẹ, bắn ghê vậy. Tàu đông đấy, đông phết đây anh em. Rồi bây giờ đi xe à? Cái gì? Đi xe này mà đuổi theo tàu hỏa, mẹ vãi trưởng. Chơi luôn, đấy anh em thấy chưa? Bọn này hình như nó bắt mùi thấy đấy. Ôi cái đồ. Mẹ. Phải đi đường khác rồi. Từ đường khó đi quá. Ôi, cái bọn này phải chặn được cái tàu này. Mẹ kẹt tôi. Bà nội cha. Cái xe này. Đấy, em thấy chưa đến. Ui ôi, hụt rồi. Ôi, phải đi lại. Đấy, nó phải ở cái thanh xanh xanh ấy. Thì nó mới gần. Nó xuống thanh đỏ cái là hụt đoàn tàu mất rồi. Xa đoàn tàu quá. Tính ra đoàn tàu này mới khởi hành thì chạy cũng không nhanh lắm à. Mẹ nó chở bao nhiêu tấn, gọi là tấn bom đấy ấy. Đù. Bắn bom như bắn pháo hoa vậy. Đoạn này khó đi quá. Ui. Mẹ em mới tránh lái à. Rồi cho rút men lái đi. Mình bắn không. Đấy. Có súng mà. MG này. Con này đông. Tiếp thật. Đông như quân bông. Mẹ anh mẹ làm như cắt ca đơ vậy. Đấy thấy chưa, thấy chưa anh em thấy chưa? Mẹ tàu thì đang đi, mẹ nhảy như thật ý. Mấy anh này mẹ qua Hollywood, mẹ vừa gọi là cắt xê lắm. Đều. Cái tượng huy hoàng vãi. Nó kiểu như kịch tính vãi trưởng. Rồi, phải dừng lại, cứ từ từ đã. Mày cứ đuổi nó đi, đống thằng như bắn nào. Ui, lại hết đạn rồi. Đấy, cái đoàn tàu này sắp nổ rồi chưa? Cái màu vàng lâu thế. Cái màu vàng lâu hết xuống vậy ta. Rồi. Một cái bom đã hy sinh rồi. Mẹ với đồng chí mẹ chết cháy luôn kìa. Ui, bọn này trâu quá. Cái đạn khó bắn quá. Ui. Mẹ hồn. Cái đéo gì đây? Mẹ con chó đấy. Bom mà bom. Ui. Bom của mày này, con lợn này mẹ. Mẹ nó ném cái gì? Ui. Mẹ thằng giúp men này. Vãi trường thôi chết. Chết rồi. Quả này có tèo này. Đù. Mà cảnh gây vãi. Chờ với mẹ con chó đi. Giúp men ơi. Ô. Ô. Rồi sao? Ôi. Mẹ hồn. Đục. Nó nổ như thật anh em ạ. Ê. Bắn. Cảnh này căng thật. Rồi xong. Rớt luôn. Đừng. Đấy cái tập trước mẹ nó cũng rớt luôn cả pháo đài rồi rớt luôn cái toàn tàu. Mới có chết không anh? Hình như vẫn còn sống anh em ạ, hình như vẫn còn sống. Tưởng cái gì mẹ, nó rớt trúng mặt thật chết luôn á. Rớt men rồi.
đây. Holy shit. That just happened. Can't believe we made it. Đúng thật là không thể tin được mình đã làm được cái điều này. Ngon đấy. Ôi, bắn. Ôi, ai bắn đấy? Đấy, lại là em gái này. Ngon đấy. I'm sorry. Who the hell are you? A friend. No hurry. Mẹ đến đúng lúc thật. Rồi giờ thì đi theo con này đi. Mẹ thì mình súng mình đâu? Nhặt được khẩu MG ngon đấy. Hình như là vẫn còn tàn dư bọn trên tàu vẫn còn đấy. Em thấy chưa? Nãy là một đoạn tàu, bây giờ là như thế này rồi. Nát bét hết rồi. Bây giờ chắc phải qua khu này để đến với chỉ huy đấy. Rồi, đâu này không đi được à? Ở đây. Mày. Bọn mình đúc. Mấy con lợn. Mấy con vịt thì chạy à? Chạy đằng trời này. Đấy, anh em thấy chưa? Nãy con này đoàn tàu này có mấy cái nòng súng này như kiểu xe tăng, bây giờ ngã ngửa hết rồi. Bắn lén tao này. Đồng đội mày này. Nằm này. Ui, con MG này bắn phê phết anh em. Cái đạn này. Đời chúng này. Đấy, nhiều ông ấy cứ bảo bán tiết kiệm đạn MG mà nó cũng chịu đéo được. Sao đâu, hết đạn thì có rút men ở đây mà, mẹ bố đó. Nhà buôn bán đạn, ôi hết đạn rồi. Nhưng mà lần này thằng rút men nó không có đạn thật. Nào, cho quả súng nào. Rồi lùi về sau đi, nó bảo không được đứng ở đây. Mẹ lùi không lùi được. Hơi đạn rồi. Còn mấy thằng mà súng dài thế nhỉ. Ôi vẫn không đứng được ở đây, thì đứng ở đâu. Mẹ gặp mấy thằng nằm. Lob it a grenade. Rồi bây giờ mới được đi này. Đấy. Rồi bây giờ cách đội của mình 36 mét nữa. Rồi về thôi. Có vẻ chiến dịch SOE này khá là nhanh nhỉ. Đây hình như nó chờ trước rồi đấy. Mẹ đéo qua đi còn đứng chờ đấy làm gì. Đây rồi. Đấy, chỉ huy với cả đại tướng lên bên này, chắc là bên này rồi. Ông David này từ nãy giờ lại gặp được đúng 2 lần nhá. Cô ấy đã giết được một thanh niên Crow ấy. Đang bắn chúng tôi đấy. Mấy người này bảo định đưa cái thằng đấy về thẩm vấn. Ôi, sao đợt này ít người vậy ta? Cái đồng chí hôm nay mình cứu ở cái chỗ mà mấy con chó cắn nhưng không biết sống hay chưa đấy. Thấy mỗi tuner rút men lần nào nó cũng sống thôi. Sao? Thế là trận SOE này đã xong rồi. Chúng ta sẽ chuyển qua một trận chiến dịch tiếp theo. Hình như bây giờ đã cái vùng giải phóng cũng khá là nhiều rồi, từ Normandy cho đến vào sâu trong rồi. Chắc là gần tới Paris đấy. Giờ là bọn Đức nó chuẩn bị triển khai kế hoạch mới rồi. Và tiếp tục thôi anh em.